Nhưng tao có. Thằng Phát Bùi tao có. Bằng chứng là nó ngu với thằng Cộng sản như vậy. Đủ cho nó là thèm Việt do thằng Cộng sản rồi. Chừng đó thôi. Mày đưa thằng con trai về cưới vợ Cộng sản là đủ là mày có liên hệ với Cộng sản rồi. Đừng có nói là mày đang chủ trương đi đánh phá những người quốc gia. Mày chống ông Tạ Trí, mày chống ông Nguyễn Quốc Lăng, mày chống lung tung những người quốc gia. Như vậy chỉ mày là thằng Cộng sản, tay xe Cộng sản thôi. Tao có như vậy đủ bằng chứng không? Happy Thanksgiving kính mời quý đồng hương tham dự nhạc hội mừng lễ tạ ơn được tổ chức hoàn toàn miễn phí bên trong Telegram. Ngày 12 và chủ nhật 13 tháng 11 từ 1 giờ trưa đến 8 giờ tối quy tụ nhiều ca nghệ sĩ nổi tiếng: Mạnh Quỳnh, Bé Heo Phương Loan, Hồ Hoàng Ý, Ngọc Ngữ, Châu Ngọc Hà, Diễm Liên, Hương Thủy, Nguyễn Tiến Dũng, Phương Hồng Quế, Tuấn Quỳnh, Tiểu Phụng, Vũ Văn Minh, Lê Quốc Tuấn, MC Nam Lộc, Việt Thảo, Giang Ngọc, ban nhạc Hoàng Nghĩa. Telegram San Jose 1462 Monterey Góc Alma 408-297-6999. Trang nhà telegramusa.com. Và bây giờ chúng ta nói về cái người chúng ta nên chống đối. Chúng ta chống đối ai thưa quý vị? Chúng ta chống đối hai cả thù chúng ta là Việt Cộng và Việt Giang. Thì Việt Cộng thì chúng ta chống đối hơn cả trăm năm này rồi. Và cả triệu người, cả tỷ người trên thế giới đó rồi. Do đó chúng ta không cần lặp lại nữa. Và có nhiều kênh khác, có những đài truyền hình khác, có cơ quan truyền thông khác nói về chống Việt Cộng, chống Cộng sản Việt Nam. Thì bây giờ bổn phận của tôi là chống những tay Việt gian nằm đây. Và ai là những tay Việt gian thì tôi nghĩ rằng không ai khác hơn mà tôi bây giờ tôi căm thù hơn nhiều người nhất, đó là tay Phát Bùi. Thì Phát Bùi ai cũng biết rồi, ai cũng nghe rồi, do đó chúng ta lặp lại thôi. Phát Bùi là một tên tay sai của Cộng sản, đi đêm với Cộng sản, làm lợi cho Cộng sản Việt Nam và là Cộng sản Tàu. Và ngày 22 tháng 10 năm 2015, nó đã ngồi tiếp tay, em có hình không? Tiếp tay với Cộng sản Việt Nam. Nó đã ngồi chung bàn với thằng đại sứ Cộng sản Việt Nam Phạm Quang Vinh ngày 22 tháng 10 năm 2015 tại khách sạn Double Tree tại Los Angeles. Điều đó không ai phủ nhận được và không ai thể chối cãi được cái hành động tiếp tay của Cộng sản của thằng Phát Bùi được. Do đó vấn đề đặt ra, tôi nghĩ rằng cái chuyện mà bây giờ tố cáo Phát Bùi là liên hệ với Cộng sản thì cái điều đó không có gì ngạc nhiên cả. Và chính nó cũng xác nhận là nó đã ngồi chung với thằng Phạm Quang Vinh, đại sứ Cộng sản, mà trên bàn có lá cờ máu Cộng sản. Bắt quý vị coi truyền hình đó, nó rõ ràng chúng tôi không chụp mũ, chúng tôi không làm Photoshop. Và quý vị thấy ngồi ngon hoàng với đại sứ Cộng sản Phạm Quang Vinh. Không thể có một chủ tịch cộng đồng người Việt quốc gia chống Cộng sản đi ăn tiệc, ăn ngày, ăn đêm, đi đêm với thằng tổng lãnh sự, thằng đại sứ Cộng sản Phạm Quang Vinh. Mà đại sứ là gì? Đại sứ là tiếng nói chính thức, là đại diện quyền lực của nhà nước và đảng Cộng sản Việt Nam. Do đó chúng ta không chấp nhận thằng Phát Bùi này để mà đại diện cộng đồng. Chúng ta phải tẩy chay nó. Tại vì nó dùng cái danh xưng chủ tịch cộng đồng để nó đại diện cộng đồng đây, để ngồi với Cộng sản Việt Nam, để tiếp tay, tiếp xúc với Cộng sản Việt Nam. Điều đó nó làm trở ngại cho công cuộc đấu tranh của người Việt Nam. Do đó, đó là cái điều chúng tôi khẩn báo cùng đồng hương. Chúng tôi đã nói nhiều bao nhiêu năm nay, nhưng đã lên lúc cộng đồng chúng ta cần lên tiếng mạnh mẽ hơn để cho nhiều người biết về cái tội ác, cái tội phản bội đất nước, phản bội cộng đồng của Phát Bùi này. Nó là ai nữa? Phát Bùi là cái thằng đã khi trước năm 2014 đó, bà luật sư Dina Nguyễn, bà làm nghị viên, bà làm phó thị trưởng, bà làm việc chung với ông thị trưởng của Garnaro, ông Broadwater, để vận động thành phố, để cho cộng đồng chúng ta một cái building, một cái khu vực để làm cái bảo tàng viện chiến tranh Việt Nam tại đường Harbor, cách chúng tôi khoảng 15 phút, khoảng mấy triệu đô la. Nhưng khi đó, tới năm 2004 thì rất tiếc là bà Dina, bà làm 8 năm nghị viên và phó thị trưởng rồi, do đó hết cái nhiệm kỳ bà không làm được nữa. Và ông thị trưởng Broadwater cũng hết nhiệm kỳ, thì Phát Bùi đã vô làm nghị viên. Thì nó là thằng liên hệ với Cộng sản, thằng chống Việt Nam Cộng Hòa và một thằng thương gia,
do nó đã cấu kết với một số người trong thành phố để nó vận động để bỏ phiếu bắn cái bảo tồn viện chiến tranh Việt Nam đây. Quý vị biết không? Tại vì những thằng Mỹ tráng hay những thằng Mỹ này nọ là nghị viên trong đó thì khi nghe nó bắn đi thì nó rất là mừng, tại vì nó không có cho người Việt Nam hưởng những món lợi đó, những thằng nó kỳ thị mà. Mà trong khi thằng Pháp Bùi là người Việt Nam là đi vận động để đi bắn cái bảo tàng viện chiến tranh Việt Nam. Và đặc biệt hơn nữa, nó đã đưa đàn em nó làm môi giới, làm người real estate, người bán nhà đó, để đứng ra làm môi giới bán cái đó cho thành phố, để lấy tiền cho thành phố, về cho thành phố. Và quý vị thấy bán một cái bảo tàng viện, một cái building lớn mấy triệu đô la, thì thằng Pháp Bùi và thằng đàn em của nó đã chia tiền quê hồng, tiền mà bán nhà dùm đứng trung gian đó, mấy trăm ngàn đô la nó bỏ túi. Quý vị thấy thằng tàn ác không? Và đây, giống đây, đây là có những bản tin nó rất là rõ ràng. Quý vị vào Google, quý vị đánh là bảo tàng viện chiến tranh Việt Nam tại gần Nam Rô, nó có đầy đủ hết. Đã hoàn tất xong, đã triển lãm một số trực thăng, một số chiến cụ để chiến tranh Việt Nam này nào. Và tôi tính tặng cho một chiếc xe vàng ba sọc đỏ của tôi để đó, để kỷ niệm này nào. Nhưng chưa hoàn tất xong thì nó đã, thằng Pháp Bùi này đã vận động đi bán đi, lấy tiền đưa cho City. Nó nói rằng City bây giờ nghèo quá, thiếu tiền, bây giờ bán bớt cái này. Tại vì cộng đồng Việt Nam không có đóng góp gì hết. Nó không muốn City lấy cái đất, bỏ tiền mà mua cái đó cho cộng đồng, cho đó nó bán đi. Quý vị thấy một thằng vô lương tâm như vậy, quý vị làm sao? Đây, đây là bản tin. Và quý vị vào Google đánh là bảo tàng viện chiến tranh Việt Nam tại Grand Rô, quý vị sẽ thấy. Đây là bản tin ngắn để chúng tôi đặt sơ họ nói gì. Vài năm trước đây, hội đồng thành phố Grand Rô với sự khởi xướng của cựu thị trưởng Broadwater và bà phó thị trưởng Đi Đăng Nguyễn đã đưa ra một dự án thành lập Viện Bảo tàng Chiến tranh Việt Nam, tiếng Mỹ gọi là Vietnam War Museum of America, dựa theo Viện Bảo tàng Quốc gia tưởng niệm cuộc Thế chiến thứ hai tại thành phố New Orleans, tiểu bang Louisiana. Mục đích chính của Viện Bảo tàng Quốc gia về Chiến tranh Việt Nam, dự án Viện Bảo tàng Chiến tranh Việt Nam tại thành phố Cần Thơ là nơi ghi lại chiến tích anh dũng của quân lực Việt Nam Cộng Hòa, cùng các chiến sĩ Hoa Kỳ và đồng minh đã sát cánh chiến đấu bảo vệ cho lý tưởng chống lại sự xâm chiếm của chủ nghĩa Cộng sản. Và thì của người dân Việt Nam tị nạn và định cư tại Hoa Kỳ. Năm 2011, thành phố Gạc Đăng Rô đã mua cơ sở để làm viện bảo tàng tọa lạc trên đường Harbor trị giá 2.46 triệu Mỹ Kim. Năm 2015, chỉ vài tháng sau khi Pháp Bùi trở thành nghị viên thành phố Gạc Đăng Rô và đồng thời mang thêm danh nghĩa là chủ tịch cộng đồng người Việt quốc gia, Pháp Bùi đã lên tiếng đưa đề nghị chấm dứt dự án đầy ý nghĩa này của cộng đồng người Việt tị nạn Cộng sản tại quận Cam. Ông tuyên bố, tôi muốn thấy dự án này được thành công, nhưng nếu chúng ta không thấy có một đường hướng nào trong tương lai, tôi không thấy còn có ý nghĩa nào để tiếp tục ủng hộ. Đây là lời phát biểu của Pháp Bùi trong bài báo The Voice of Orange County với tựa đề Gordon Crow Could Abandon Vietnam War Museum. Councilman Pháp Bùi call on the council to decide the project future soon or consider abandon it altogether. Yeah. Vâng, thưa quý vị, nhiều người trong cộng đồng đã tự hỏi tại sao Pháp Bùi không thể kiên nhẫn để tìm ra một giải pháp đến từ sự ủng hộ trực tiếp của các thành viên có khả năng trong cộng đồng người Việt. Chúng ta thấy Pháp Bùi đã có nhiều khả năng làm việc này cho những chương trình ông tổ chức hay ủng hộ như diễn hành Tết, tượng tà Đức Thánh Trần trên Bô Sa, nhưng động lực nào đã thúc đẩy ông Pháp Bùi là phản bội cộng đồng Việt Nam khi đi bán cái tượng cái Viện Bảo tàng Chiến tranh Việt Nam? Đây là câu hỏi lớn. Có phải chăng Pháp Bùi đang thi hành nghị quyết và cái ý định của Cộng sản Việt Nam không chấp nhận bất cứ một cái kỷ niệm nào của Việt Nam Cộng Hòa về chiến tranh Việt Nam, đi ngược là cái chính sách hòa hợp hòa giải của Cộng sản Việt Nam? Đây là cái điều chúng ta cần đặt vấn đề Pháp Bùi. Phải chăng Pháp Bùi là tay sai của Cộng sản? Và đã khá như vậy, đây là một trong những bản tin mà
cộng đồng Việt Nam đã lên án Pháp Bùi, đã đi tìm cách để mà đi phá hoại, để mà đi làm cho cản trở cái bảo tàng viện chiến tranh Việt Nam, và đã làm cho cộng đồng chúng ta mất một cái kỷ niệm, tôi nghĩ rằng rất khó mà có lại, một cái tài sản mà thành phố đã tặng cho cộng đồng Việt Nam, bỏ tiền thành phố mua 2.4 triệu để tặng cho cộng đồng Việt Nam và những chiến binh Hoa Kỳ, đồng minh Hoa Kỳ để làm viện bảo tàng. Nhưng Pháp Bùi thay vì hỗ trợ giúp đỡ thì là đi vận động để đi bán đi. Đây là một tên phản bội cộng đồng, đây là một tên phản quốc, và chúng ta cần trừng trị tên mắc dạy như thế này, Pháp Bùi. Và đây quý vị, hồi nãy đó quý vị, đây là những tờ báo, đây là một cái website của mạng tòa đại sứ cộng sản Việt Nam. Sau khi đại sứ Phạm Quang Vinh đi gặp Pháp Bùi tại Los Angeles thì về đã đưa hình Pháp Bùi lên trên cái trang mạng của website của tòa đại sứ cộng sản Việt Nam Phạm Quang Vinh để nói rằng, trong này nói cộng đồng người Việt ở nước ngoài là bộ phận không thể tách rời của dân tộc. Vâng, nó lấy tại vì sao? Tại vì nó có hình ảnh, có sự hiện diện của Pháp Bùi là chủ tịch cộng đồng người Việt quốc gia, do đó cộng sản nó mạnh miệng tuyên bố Pháp Bùi đại diện cho cộng đồng, và anh cho rằng là cộng đồng người Việt ở nước ngoài là bộ phận không thể tách rời của dân tộc. Và trong này nó đã để hình Pháp Bùi ngồi với đại sứ để cho nhân dân trong nước, cho tụi cộng sản thấy rằng Pháp Bùi là người đại diện cộng đồng, và tiếng nói chính thức của cộng đồng đã trực tiếp đã ra mặt để ngồi chung với đại sứ cộng sản, nghĩa là bày tỏ cho cộng sản và nhân dân trong nước biết là hệ ngộ này không còn chống cộng nữa, đã bắt tay, đã hòa hợp hòa giải với cộng sản Việt Nam. Đây là một cái điều mà rất là đáng phẫn nộ và đáng lên án thằng Pháp Bùi, thưa quý vị. Cái tội lỗi Pháp Bùi nó nhiều lắm, đó là chưa kể những cái dự án mà nó đã ủng hộ cho thành phố để cho bán cần sa ma túy cho những người trẻ, trong đó đa số là trẻ em Việt Nam tại thành phố với Gạc Đăng Rô, rất nhiều người Việt Nam, 50% hơn 70.000 người Việt Nam là nằm trong thành phố Gạc Đăng Rô, 50% dân số, và trong đó quý vị 70.000 tất nhiên phải có 30-40.000 trẻ em thành thiếu nữ, thì do đó Pháp Bùi đã ủng hộ với những thằng ta phiệt, những thằng giàu có để kinh doanh làm ăn bán cần sa ma túy, là một cái kỹ nghệ rất là giàu có, rất là dễ làm giàu. Và Pháp Bùi nhân danh là nghị viên đã đứng ra vận động để mà cho giấy phép để bán cần sa ma túy. Quý vị thấy một thằng vô đạo đức, nó chỉ biết tiền thôi, nó không ca về chính nghĩa, không ca về quốc gia, không ca về dân tộc, không ca về chống cộng sản, không ca về sức khỏe của trẻ em, mà nó đi vận động để bán ma túy xì ca tại thành phố Gạc Đăng Rô, nơi trẻ em rất là nhiều, một thằng vô liêm sĩ. Đó là chưa kể người ở trang quốc nội và hàng ngoại chống Tàu, vấn đề Phọc Mô Sa, xâm lăng Trường Sa, Hoàng Sa, Bô Xích, Trung Cộng, rồi nó đang xâm lăng Việt Nam chúng ta, mà nó là ở bên này, nó là cho mở cái đặc khu của Trung Cộng Nga thành phố Gạc Đăng Rô, bằng cách nó chấp nhận để đi vận động ủng hộ để cho các cơ quan công ty SCG là Shanghai Construction Group, một tổ chức, một cái công ty về xây cất này nọ của Đảng Cộng sản Trung Cộng làm chủ tại Thượng Hải, qua đây bỏ 5-6 tỷ đô la để vào mua hầu hết tất cả đất đai nhà cửa ở Gạc Đăng Rô, mua hết bao nhiêu cái mobile home, đuổi hết những người dân Việt Nam nghèo, mướn những ngôi nhà tiền chế, nhà mobile home ra khỏi, để nó biến thành phố Gạc Rô trở thành đặc khu của Thượng Hải, của Trung Cộng, ngay thành phố Gạc Đăng Rô. Quý vị coi, thằng nó nguy hiểm như vậy, nó chỉ biết tiền, nó còn bỏ phiếu để dẫn một phái đoàn từ Gạc Đăng Rô, nó lãnh đạo, đi qua Thượng Hải để bắt tay bắt chân để mà đi bọt cái tin, đi giới thiệu với tụ Trung Cộng về thành phố Gạc Đăng Rô, để nó đem tụ Trung Cộng qua thành phố Gạc Rô để mà nó mở những xí nghiệp của công ty của Trung Cộng tại đây, để mà mướn những nhân viên Trung Cộng ào ạt bao nhiêu mấy chục ngàn người nhân viên qua thành phố Gạc Rô một cách hợp pháp dưới cái diện visa là nhập cảnh để làm nhân công này nọ, trong khi nó không giúp đỡ cho người Việt Nam ấy. Những người tị nạn khốn khó thì nó lơ là đi,
mà nó là muốn tiếp tay để đem tù trung cảm qua để mà nhập cảnh hợp pháp để với dưới diện là những người nhân công được qua làm việc tại Cạc Đăng Rô. Pháp Bồ Tát nói vậy đúng không? Mày có bỏ phiếu vận động cho các công ty SCG Thượng Hải. SCG là gì? SCG Shanghai Construction Group là Thượng Hải công ty về xây cất. Mày là có người gặp riêng những thằng lãnh tụ cộng sản Tàu tại khách sạn Hilton để rồi tụi nó hối lộ cho mày tiền, để rồi mày là có người đứng ra vận động và bỏ phiếu để cho tụi trung cộng vào được Cạc Đăng Rô phải không Pháp Bùi? Mày có bỏ phiếu không? Mày có vận động không? Mày có đề nghị phải đưa 5 người nghị viên và nhân viên của thành phố Cạc Đăng Rô do mày lãnh đạo để dẫn qua trung cộng, qua Thượng Hải để tiếp xúc với tụi trung cộng không? Để mà đi giới thiệu thành phố Cạc Đăng Rô cho Trung Cộng. Tại sao thằng Trung Cộng là kẻ thù của dân tộc mình? Ví dụ thằng Mỹ, thằng Tây, thằng Tàu đó, nó làm cái điều đó tao không trách. Mày là người Việt Nam chống Cộng, chống Trung Cộng. Tại sao mày là lãnh đạo đi có chuyện mà móc nối thằng Trung Cộng vào thành phố Cạc Đăng Rô? Mà thành phố Cạc Đăng Rô là một thành phố nằm trong có thủ đô tị nạn lấy Sài Gòn, thằng chó chết, thằng mắc dạy này. Tao nói vậy đúng không? Chỗ cha thằng Phát Bùi này. Hả? Tại sao mày ác độc vậy? Hả? Ông trời sẽ không tha mày đâu. Không tha mày đâu. Hả? Mày đáng lẽ mày phải tu hành. Mày phải an năn sám hối. Tại mày cũng không sống lâu đâu. Tôi không nhân dịp này để tôi đi nói một chuyện riêng về vấn đề sức khỏe, vấn đề riêng tư của ông này, tôi không nói. Nhưng tôi nghĩ rằng mày cũng biết rồi, số phận mày mong manh lắm. Đáng lẽ mày phải đi tu, đi tu để lấy cái tích đức đó để còn sống lâu được. Mà mày đã không đi tu, mày còn đi làm ra những tội ác như vậy, tội ác với dân tộc, với đất nước, với cộng đồng của chúng ta, của mày. Chỉ đồng tiền thôi, mày chỉ biết tiền thôi. Tại sao vậy? Tàn ác vậy? Hả? Ông Năm Quân, ông Trí Tạ, ông Nguyễn Mạnh Chí, ông Nguyễn Quốc Lăng, họ tranh cử ở Westminster này, họ những người Việt Nam, đụng chạm gì thì ông có tổ mày, ông nội mày, mày lúc nào mày lên, ô, ông này cộng sản, ông kia cộng sản, đầu này này thế nọ, toàn là vu oan gió họa không à. Mày ở Cạc Đăng Rô thì ông nội mày ở bên Cạc Đăng Rô chứ City Winter đụng chạm đến cha mày không mà mày ăn rồi mày cứ lên xía xóa người này, xía xóa người nào, tố cáo người này. Ngay cả vấn đề đi biểu tình, ông luật sư của Lăng mày cũng cầm cờ đi trước, cầm bản đi trước, tuyên bố lung tung là bàn, kéo tới ngay cái hội đồng học khu ở Cạc Đăng Rô để đồ kiện cáo, đồ đuổi ông luật sư Nguyễn Lăng ra của chức phó chủ tịch của hội đồng học khu này nào. Ông làm phó chủ tịch là một hãnh diện cho cộng đồng chứ. Mày bắt mỏng thì mày ngồi nói chuyện, mày là dân cử, ông là dân cử, tự bay ngồi nói chuyện với nhau chứ. Có đụng chạm chứ không có tổ mày không? Ông nội mày không? Thằng Phát Bùi. Mày nói tao biết đây. Cuối cùng mày không đụng được sự lông của ông Nguyễn Quốc Lăng. Mày tới đó mày yêu cầu hội đồng thành phố. Rồi tôi tới đây tôi... đùa họ quý vị phải đuổi ông Nguyễn Quốc Lăng được, cuối cùng họ đuổi không? Họ khinh mày như khinh con chó, mày biết không? Con chó này, chó là chó gã đó chứ không phải chó thường, chứ còn không phải chó thường nữa. Chó thường như Lucky tao rất là ngoan, rất là khôn, tao không muốn xúc phạm đến nó. Con chó rất là khôn, chỉ mày là con chó gì á, đồ mắt dài, đồ vô lễ, đồ phản quốc phản bội, đủ thứ. Không có danh từ nào mà có đủ để diễn tả cho thằng này. Đó, đó, quý vị thấy, nó nhục đến nỗi. Nó không học hành gì hết, không có bằng cấp gì hết. À, quý vị coi, chiếu giùm cho tôi mấy cái hình ảnh này có không? Trường học này. Quý vị coi, trong cái màu đỏ này. Nó không có học hành gì hết. Mà khi nó đi xin, đi đấu thầu chính phủ, nó để, ha? Nó để rằng nó tốt nghiệp kỹ sư, nó là cử nhân về vật lý, về toán này nọ. Trong phần đó quý vị thấy một thằng vô liêm sỉ như vậy. Hả? Quý vị thấy như vậy. Nó giòn dấu chính phủ vậy đó. Mà nó đâu có học hành gì đâu. Nó có tốt nghiệp gì đâu. Tôi thách thằng Phát Bùi đó.
mày chứng minh mày có bằng cấp như thế nào đi. Hả? Nếu mà dám đi khơ như vậy, ký tôi tuyên thệ đây là sự nói thật của tôi, quý vị nghĩ, hả? Quý vị thấy nó vô lý không? Hả? Tôi nói đâu có phải nói láo. Đây, nó đang khi đi đấu thầu, nó ghi đây nè. Rồi nhờ nó ghi rằng nó có bằng cấp như vậy á, thì chính phủ mới phân mới cứu xác hồ sơ nó, thấy ổng có bằng cử nhân, mấy bằng cử nhân do cho đó thêm cái điểm của ổng lên, do đó ổng được đấu thầu mấy trăm ngàn, được triệu đô la những cái chương trình của chính phủ như vậy. Mà rồi quý vị con, chúng tôi liên hệ với trường học ở Minosa, đại học của ổng, họ chứng nhận phát bùi. Quý vị coi, không có học, chỉ ghi danh học mà không có tốt nghiệp trường nào hết, không có tốt học lớp nào hết. Quý vị coi đó, có khoảng đỏ ở dưới chỗ này nè, quý vị nè. Ổng tay là Bùi Thế Pháp, quý vị thấy không? Cái tay đây nè, no degree, không có chứng chỉ, không tốt nghiệp gì không, chỉ enrollment only, chỉ ghi danh học thôi. Đó, quý vị coi cho rõ, quý vị thấy không? Quý vị thấy đó, một thằng vô liêm sĩ vậy đó, không học, không tốt nghiệp, mà dám đi khơi chính phủ rằng là tôi có ba bằng kỹ sư, rồi cử nhân toán, cử nhân vật lý, cử nhân hóa học. Một thằng vô liêm sĩ vậy, tư cách nó vậy đó, thì làm sao bây giờ làm chủ tịch cộng đồng? Nó làm nghị viên thành phố, đại diện cho cộng đồng. Tôi nói có thể nặng nề, tôi nói chuyện có thể khó chịu, nhưng điều quan trọng là tôi nói sự thật. Cái chuyện quý vị thích thấy tôi giơ tay giơ chân, tiếng tôi lớn tiếng này nọ, quý vị chê trách này nọ, ok, không phải vấn đề. Không thích thì quý vị tắt máy, quý vị nghĩ đi. Vấn đề quan trọng là cái điều tôi nói như vậy có là sự thật hay không. Quý vị coi giùm tôi đi, có phải đây là trường đại học chứng nhận cho tôi biết là ông này no degree, là không có chứng chỉ, không tốt nghiệp gì hết, chỉ ghi danh đi học thôi. Có phải tên là tên Bùi Thế Pháp thầy này, quý vị Pháp Thế Bùi không? Quý vị coi giùm tôi đi, có phải đây là giấy chứng nhận của trường đại học của Minnesota nơi ông khơi ông học không? Chúng tôi đã liên lạc với trường đại học, và trường đại học cho biết là ông không có học hành gì hết á, chỉ ghi rồi dạy ra có chuyện vậy thôi. Nếu mà dám đi ghi danh, đi khi đi ra cộng đồng hay với chính phủ là ghi rằng trang khoảnh đỏ đó là có cử nhân lý hóa trường đại học Minnesota, cử nhân vật lý ở trường đại học Minnesota năm 1982. Mà năm 1992 người ta nói là ổng ghi vậy đó. Mà trang khi em khơ chính phủ vậy, trang khi người ta nói năm 1982 ổng ghi danh học chứ ổng chưa bao giờ tốt nghiệp bất cứ bằng cấp nào, cử nhân cao học hay tiến sĩ gì cả, chỉ là thằng ghi danh thôi. Ghi danh thì không ghi danh không được. Quý vị, tôi nói như vậy để chứng minh là một sự bất tín vạn sự không tin được. Một chuyện như vậy mà nó còn gian dối như vậy thì họ làm sao nó thành thực với cộng đồng đất nước được. Chính vì vậy nó nhân danh là chủ tịch cộng đồng, nó khoe khoang là chống cộng, nó đi đem đi ngày, nó đi bí mật đi ăn tiệc với thằng đại sứ cộng sản Phạm Quang Vinh ngày 22 tháng 10 năm 2015. Đấy, hình ảnh rõ ràng như vậy. Phát Bùi, nếu mà còn dám nói là những hình ảnh này do tôi photoshop nữa chứ, quý vị nghe có một thằng mất dạy không? Ngay cả báo cộng sản nó cùng đưa lên hình ảnh rồi viết bà này nọ mà nó vẫn trơ trơ cái mặt. Rồi bây giờ nó có tiền, có gái, có rượu, có bia, nó đút lốc cho thằng Phạm Kỳ Nhân, nhân danh là chủ tịch Liên ủy ban chống cộng sản Thái Sa để đóng giáo cho nó. Bây giờ Phạm Kỳ Nhân lúc đầu chửi nó như chó, Phát Bùi là thằng cộng sản phản bội cộng đồng, tôi lên nhón thằng Phát Bùi, nó tự động ngồi cộng sản, tôi không biết gì hết. Tôi bữa trước cho mời quý vị nghe ông Phan Nhân tuyên bố rồi. Sau đó khoảng nửa tháng, một tháng, nó thấy sợ hồng quá, đem tiền, đem gá, đem này nọ, nó hối lộ cho Phan Nhân. Ông quay 180 độ, trang một buổi tiệc,
nó mời lên cho rượu uống vô gá rờ rẫm gì cả lên. Tôi là chủ tịch Liên Ủy ban chống tạm tại sao tôi chứng nhận là tôi là người biểu ra lệnh cho Phát Bùi gặp với cộng sản này nọ. Quý vị có bao giờ mà Liên Ủy ban chống cộng sản mà chủ trương đi ngồi với cộng sản đâu? Sau này mới biết Phan Kỳ Chân cũng là thằng Việt Giang. Sau này có bằng chứng, tôi nói cái gì có sách bách chứng, dù rằng những lời nói tôi phủ phần và không có vui cho cộng đồng. Nó không phải Việt Giang, tại sao nó cử rằng hai thằng quân cảnh đàn em nó hội trưởng hội quân cảnh dẫn con trai của nó về Việt Nam để cưới vợ cộng sản tại Việt Nam. Quý vị thấy có lý không? Một thằng nhân danh là chủ tịch Liên Ủy ban chống cộng sản tại sao mà để con về Việt Nam, trong khi lúc nào nó ở đây nó đi biểu tình đá đảo cộng sản, không bao giờ liên hệ cộng sản, không bao giờ hòa hợp với cộng sản, không tiếp xúc với cộng sản, không ngày nọ liên hệ với cộng sản ngày nọ đủ thứ, mà con trai nó là được nó liên hệ liên lạc với cộng sản để sắp xếp đám cưới cho con nó. Chẳng những con nó về mà nó chính miệng nó xác nhận là nó ra lệnh cho hai thằng quân cảnh, trong đó có thằng hậu trưởng hậu quân cảnh dẫn con của thằng Phan Kỳ Nhân về để đại diện nhà cha để làm lễ dưới sự chủ tọa cái thằng khóm trưởng cộng sản nè, phường trưởng cộng sản nè, huyện trưởng cộng sản nè, tỉnh trưởng quận cộng sản, vân vân và vân vân. Chính Phan Kỳ Nhân là cái người liên hệ lên tòa lãnh sự cộng sản tại San Cô để xin giấy visa chiếu khấn cho con nó về Việt Nam. Nếu không xin visa chiếu khấn làm sao được về Hồ Chí Minh City hay là Nội Bài phi trường được, phải có chiếu khấn của cộng sản. Mà chiếu khấn cộng sản visa hộ chiếu này nào cấp phát có phải tòa lãnh sự và tòa đại sứ không? Mà tòa đại sứ tòa lãnh sự là ai? Là quyền lực của cộng sản Việt Nam, là cơ quan đại diện quyền lực của nhà nước và đảng cộng sản Việt Nam, chính phủ cộng sản Việt Nam. Thì có phải chăng là Phan Kỳ Nhân đã chấp nhận cộng sản là lãnh đạo của nó, của gia đình nó không? Thế thì tại sao Phan Kỳ Nhân đứng tay làm chủ tịch Liên Ủy ban chống cộng sản thấy sai? Có phải quý vị thấy mâu thuẫn không? Nếu về người dân thường, tôi không ca, họ muốn làm cộng sản cũng được, họ muốn về Việt Nam theo cộng sản cũng được, họ muốn cưới vợ cộng sản cũng được, họ muốn lên tòa lãnh sự cũng được, tòa đại sứ cộng sản, tại vì họ người dân. Đây bao nhiêu chợ búa làm em cộng sản tôi không chống. Bao nhiêu chỗ việc bán máy bay lên xin visa chiếu khấn cộng sản tôi không chống. Bao nhiêu chỗ gửi tiền Việt Nam tôi không chống. Bao nhiêu chỗ liên hệ cộng sản tôi không chống. Tại vì họ là người dân, họ không dính vô chính trị chính em gì cả. Nhưng Phan Kỳ Nhân nó xin tiền đồng bào cho nó một năm bao nhiêu ngàn, phải nói hàng trăm ngàn. Mỗi lần lễ lập mẫn là biểu tình là đồng bào gửi tiền tràn ngập về cho nó. Cái đền thánh Trần Hưng Đạo mỗi tháng mỗi năm bao nhiêu đồng bào gửi tiền về cho nó để mà nó sống nó hỷ vinh thăng phì gia. Nó chịu ơn những người tị nạn chống cạn thì nó phải bảo vệ quyền lợi và chính nghĩa của những người tị nạn. Chứ ai cho nó lãnh cái chức chủ tịch Liên Ủy ban chống cộng sản để nó bắt tay với cộng sản, nó để con nó về với cộng sản thì làm sao nó nói những người Việt Nam khác đừng có dính dáng cộng sản. Rồi bây giờ nó đổ thừa con tôi về với hai người quân cảnh về chứ tôi đâu có về. Ủa thằng ấy nói tào lao không? Con của mày mà mày không cản được, mày không thuyết phục được nó đừng về. Mà mày là cái thằng sắp xếp cho câu mày lấy vợ Việt Nam chứ câu mày biết đi Việt Nam đâu mà lấy vợ. Rồi hơ thằng quân cảnh, con mày đâu có làm liên hệ với quân cảnh Việt Nam Cộng Hòa đó. Có phải thằng hậu trưởng mày là thiếu tá, rồi mày lấy cái chức thiếu tá để mày áp lực mày ra lệnh cho mấy cái thằng quân cảnh này theo lệnh của mày, đại diện cho mày, thì đại diện cho mày tất nhiên là mày rồi. Thằng già này 84, 85 tuổi rồi, mày hèn lắm.
Mày sợ cộng đồng treo cổ mày, chửi máng mày, không có ủng hộ tiền cho mày nữa. Mày không dám về Việt Nam, mày sợ lố bịch quá, đáng đợn quá. Mày sợ, mà tại sao mày biết đẩy qua cho mấy thằng quân cảnh này? Mấy ông quân cảnh này, ví dụ ông thích gái Việt Nam, ông về, tôi cũng không trách nữa. Nhưng mày là người lãnh đạo, mày ra lệnh cho mấy thằng này về. Mà mấy thằng quân cảnh này tụng khinh đó. Nếu nó thích gái nó về, chờ gái thích mình cộng sản về thì kệ cha nó, tôi cũng không cả. Nhưng nó nhân danh là hội cảnh, quân cảnh là một cái cơ quan của quân lực Việt Nam Cộng Hòa, chống cộng. Làm sao mày là đi bưng bô mày nghe lời của thằng Phan Thị Nhân để đại diện nhà cha, để về đám cưới cho con của nó. Cái tụi quân cảnh này, cái tụi tàu lao. Tôi yêu cầu những thành viên quân cảnh phải trừng trị thằng Phan Thị Nhân, phải lột áo nó, không cho nó mặc áo quân cảnh nữa, dù nó là thiếu tá. Không cho thằng hội trưởng và cái thằng nào, hai ba thằng gì mà thằng Phan Thị Nhân nói về Việt Nam, lột áo đuổi tấm cổ mấy thằng nó đi, đuổi mấy thằng nó về Việt Nam luôn đi. Không cho nó bán mỏng để chữ hội quân cảnh nữa. Không cho nó nhân danh là quân cảnh nữa. Tại quân cảnh đâu có những thằng hàng, thằng bắn thiểu nhấp nhúa như vậy. Tôi có những người quân cảnh bạn tôi rất là tốt, tinh thần quốc gia rất là mạnh mẽ. Quân cảnh là một lực lượng rất là trọng lập. Người làm quân cảnh phải có học hành đàng hoàng, biết luật lệ, tư cách đại nọ. Ta vì họ là người đi bắt lính mà. Lính mà bê bấu là quân cảnh, nó cũng giống như cảnh sát bên dân sự. Thì quân sự có quân cảnh, là người có liêm sĩ, có biết đạo đức, biết tư cách đây nọ, mới lầm đi bắt người ta chứ. Mà bắt lính đâu phải dễ. Lính quân cảnh phải học võ rất là giỏi nè, rất là đạo đức nè, rất là kiến thức đặc biệt về luật pháp nè, phải nghiêm trang chỉnh tề mới đi bắt lính được chứ. Lính ba gai quân cảnh họ bắt mà. Thế mà thằng Phan Kỳ Nhân cho rằng là nó là thằng ra lệnh cho mấy thằng quân cảnh dẫn công nó về để cưới vợ cộng sản ở Việt Nam, thì tôi nghĩ bó tay. Thằng Phan Kỳ Nhân nó từ chức đi thì ok. Nó muốn làm gì? Nó muốn theo cộng sản, nó đưa vợ đưa con nó về Việt Nam ở với cộng sản, nó muốn phò cộng sản, kệ cha ông nội nó. Nhưng nó nhân danh là chủ tịch liên ủy ban chống cộng sản ta xa mà nó đi đưa con nó về. Tu thân tề gia trị quốc bình thiên hạ. Thân nó không tu. Mỹ này có 5 triệu người Việt Nam này. Tệ lắm có 2 triệu đứa con gái Việt Nam bên này này. Bộ con kiếm một người vợ Việt Nam không có à. Con mê lờ mê liếc gì mà ghê gớm vậy. Việt Nam có gì thơm tho đâu mà mê đến nỗi mà phải về Việt Nam cưới vợ. Mày phải nói điều đó với con mày. Mày nói không được thì làm sao mày nói với cộng đồng. Có phải rồi mà con mày về đó có phải tổ chức đám cưới, làm phải làm tiệc tùng chứ. Phải mời huyện cộng sản nè, tỉnh cộng sản nè, khóm cộng sản nè, phường cộng sản nè, đủ thứ cộng sản tới dự tiệc không. Rồi ngay cả cái thằng phường hay thằng huyện cộng sản đó, đó phải làm xế hôn thú cho con mày nè, chứng nhận độc thân cho con mày mới làm đám cưới được chứ. Có phải là mày đi phục tùng cộng sản không? Đang khi mày trốn chạy cộng sản, mày qua đây để phủ nhận sự chiếm đám của nó, sự xâm lăng của cộng sản, quyền bính của cộng sản, mà bây giờ mày đưa con mày về phục tùng cộng sản. Bên Mỹ này mày phải tới tòa lãnh sự, tòa đại sứ để xin ký visa chiếu khoáng cho nhập cảnh Việt Nam. Tôi nói vậy, những người nào chống tôi cho rằng tôi quá khích, tôi quá đáng có khả năng cho tôi xa chỗ nào đi. Có thể lời lẽ tôi nặng nề, hỗn hào thách ok, tôi chấp nhận đi. Nhưng vấn đề đặt tôi xa chỗ nào. Những điều tôi nói hồi nãy từ bà Kim Hồ, ông Tà Đỗ hay là ông Phan Nghị Nhân hay là thằng Phát Bùi này nào, hay ông Dê Chen Dê Giết vậy đó. Quý vị cho tôi biết là tôi xa chỗ nào đi. Anh em quan qua thử trong internet, trong Facebook, đang comment, comment, người ta có nói tôi xa chỗ nào, cho tôi biết xa chỗ nào đi. Tôi chấp nhận nghe lời quý vị cho tôi xa chỗ nào. Cứ cho tôi biết tôi xa chỗ nào đi. Quý vị không thích tôi, không thích cái mặt mũi tôi xấu xa, không thích cái giọng tôi ồn ào, lố bịch, tay chân quơ tay, cho quý vị không thích thì ok. Cái chuyện đó tôi chấp nhận, tôi xin lỗi, sorry.
cái bản tính tôi dạy, cái tài chân tôi quơ hoàng vậy đó. Ok. Nhưng nếu nói tôi những điều tôi nói ra nó số xa, tôi xa chỗ nào? Quý vị vô lý hả? Quý vị thấy tức hả? Đam khi tôi bỏ bao nhiêu chúng tôi, không phải riêng cá nhân tôi, bỏ công, bỏ sức, bỏ đậu. Chúng tôi không bỏ máu, không đổ máu, nhưng mồ hôi, nước mắt chúng tôi bỏ ra bao nhiêu sức lực, tiền bạc, công sức, mồ hôi, đủ thứ để kiến tạo, để giúp đỡ, bảo vệ cái thành trì chống cạm, sức mạnh những người chống cạm quốc gia ở đây. Là những cái con chó gã, những con săn lãi nó làm nhớp cái cộng đồng như thế này, làm sao chúng tôi tức? Con sâu nó làm nhớp cộng đồng như thế này, tại sao chúng tôi không tức được? Một thằng đi đêm đi ngồi với thằng đại sứ cộng sản, cái lá cờ máu cộng sản rồi đấy, đến nỗi tòa đại sứ phải đưa cái hình, đưa cái bài thằng Phát Bụi ngồi với đại sứ cộng sản, nó viết một cái bài cộng đồng người Việt ở nước ngoài là bộ phận không thể tách rời của dân tộc, để rồi nó đưa những cái hình ngồi với đại sứ cộng sản như thế này. Hả? Quý vị coi làm sao không bùng cho được, làm nhục cả cộng đồng chứ. Dân trong nước khi họ thấy vậy họ gắt chứ, ủa sao kỳ vậy? Chúng tôi trong nước, chúng tôi đang đổ máu, chúng tôi bị ở tù đánh đập, chúng tôi đang tranh đấu để mà lật đổ cộng sản, thì quý vị hơi ngồi hậu phương ủng hộ chúng tôi lại ngồi với cộng sản như vậy, làm sao chúng tôi đủ khả năng, chúng tôi đủ sức mạnh, ha, chúng tôi đủ cái nhiệt huyết để đấu tranh chống cộng sản được? Trong khi chúng tôi tẩy chay cộng sản thì thằng chủ tịch liên ủy ban chống cộng sản là đi đưa con đi về ngồi với cộng sản, cưới vợ cưới con. Bộ bên Mỹ này 5 triệu người dân Việt Nam, tôi tệ lắm mà ít nhất 2 triệu người con gái, bỏ những người già người trẻ đàn ông con nít ra, tôi nghĩ con gái đồng bà phụ nữ tôi nghĩ ít nhất cũng 2 triệu người. Bộ thằng con màng khoe là thằng sĩ quan hải quân Mỹ này nào không kiếm được một bà phụ nữ, một người con gái làm vợ. Con gái Việt Nam nó thơm tho gì dưới chế độ cộng sản, nhưng thơm tho gì mà phải về với nó, mà mê đến nỗi mà phải về với đó. Thằng Phan Kỳ Nhân này mà cho tao biết đây, cứ cho tao biết lý do tại sao đến nỗi mê đến nỗi gì, nó thơm đến mức đoạn nào mà 2 triệu người con gái bên này bộ không thơm như con gái bên cộng sản bên đó là sao mà ghê vậy? Tôi xấu hổ, tôi nhục nhã. Chính vì vậy mà từ ngày con mày lấy cộng sản là mày không còn chống cộng nữa. Là khi mà thằng cộng sản cho con về Việt Nam, nó biết chứ, nó biết con Phan Kỳ Nhân về Việt Nam chứ, nó phải có điều kiện với mày. Phan Kỳ Nhân, nhà nước cộng sản khoan hồng cho con mày về lấy vợ như là yêu cầu của mày, thì kể từ nay cấm mày chống chúng ta. Ủa, có điều kiện chứ. Và chẳng những nó cấm chống nó mà mày phải chửi thằng Ngô Kỷ thiệt nhiều, mày phải chửi những người quốc gia thiệt nhiều, mày phải biểu tình ông Nguyễn Quốc Lăng, phải chửi ông Tạ Trí, phải chửi ông Trạc Liên Nguyễn Trí, phải chửi ông Trần Thái Văn, phải chửi ông Nam Quang, chửi những người chống cộng đây. Và mày đang thực hiện những cái điều mà mày biểu tình ông Nguyễn Quốc Lăng là những cái điều kiện mà thằng cộng sản đấy và mày đã giao kết với nhau để câu mày được về Việt Nam để cưới vợ. Tao kết luận như vậy. Nếu mày không có những điều kiện trói buộc như vậy, mày đã không làm những điều đó rồi. Ngày làm những điều đó, tại vì mày phải thực hiện những điều kiện mày đã cam kết với cộng sản Việt Nam. Chấm hết. Tao là thằng chống cộng triệt để. Mày dám lên đài rồi mày tính hộp với hội quân cảnh, mày nói tao là thằng Việt dân rồi, để thằng Ngô Kỷ sẽ bị xe cán nát như cỏ rác như này nọ trên xa lộ. Mày dám nói điều đó thì cái gì mày không dám làm? Mày có thể mày cho tao là thằng hôm lấy chi phèo, thằng mắc dạ vô công, ok, mà mày không có quyền nói tao là thằng cộng sản, là tay sai cộng sản. Mày chứng minh đi, mày lấy máy sự thật, mày chứng minh, mày nói tất cả những sự thật coi thử mày có điều nào mày chứng minh tao là cộng sản hay Việt dân hay không. Nhưng tao có, thằng Phát Bùi ta có bằng chứng là nó ngồi với thằng cộng sản như vậy, đủ cho nó là thằng Việt dân, thằng cộng sản rồi. Chứng đó là mày đưa thằng con trai về cưới vợ cộng sản
là đủ là mày có liên hệ với Cộng sản rồi. Đừng có nói là mày đang chủ trương đi đánh phá những người quốc gia. Mày chống ông Tạ Trí, mày chống ông Nguyễn Quốc Lăng, mày chống lung tung những người quốc gia. Như vậy, chỉ mày là thằng Cộng sản, tay xe Cộng sản thôi. Tao có như vậy đủ bằng chứng không? Vâng, thưa quý vị, thì... Ủa trời ơi, 2 giờ rồi. 2 giờ, tất nhiên, ở miền Đông là 5 giờ sáng rồi. 2 giờ khuya rồi. Vâng, thưa quý vị, thì... nói ra nhiều thì khẩu nghiệp nhiều thôi. Tuy nhiên, thưa quý vị, tôi có không sống lâu đâu. Bây giờ 70 tuổi thì bây giờ cũng sau Covid này nọ rồi thì sức khỏe tôi chắc cũng không có khá đâu. Tuy nhiên, khi nói, không nói thì thôi. Thì chúng tôi cố gắng, tôi nhớ cái gì thì tôi nói cái đấy thôi. Tại vì nói mấy này nó phức tạp lắm. Nó phải có dần bài, phải có này nọ để mà mình nói cho nó lưu loát, nó suôn sẻ. Tuy nhiên, gặp đâu thì mình nói đó thôi. Thì tôi hy vọng rằng quý vị đón nhận một cách rất là thoải mái. Tại vì tôi nói rất là trong tinh thần rất là thiện chí xây dựng. Dù rằng có lời lẽ tôi hay cách thức tay chân múa máy hay giọng ào ào này nọ lung tung vậy. Tại vì tôi không thay đổi được cái bản tính tôi đã dạy đó. Nhưng tôi nói với sự rất là tôn trọng khán thính giả và với tinh thần thiện chí và rất là xây dựng. Còn những kẻ mà chúng tôi lây nhóm, tôi cần lây nhóm. Và tôi mong rằng những tiếng nói của tôi, họ xét lại và họ sẽ quay về chính nghĩa, biết ăn năn hối hận. Thực sự chắc chắn là tôi là người quốc gia, tôi là người Việt Nam Cộng Hòa, lúc nào cũng có tình thương đó. Lấy chí nhân mà thay cường bạo, đem đại nghĩa thế không tàn, theo cái chủ trương của Nguyễn Trãi và tinh thần hiếu hòa, hai độ lượng của người quốc gia, có những chính sách chiêu hồi. Thì tôi hy vọng rằng những điều tôi nói nó sẽ thức tỉnh một số người. Và tôi tin tưởng rằng những người quốc gia sẽ thấy những điều tôi nói là những điều mà tôi muốn xây dựng một cộng đồng lớn mạnh và trong sáng. Chứ không thể để những tay mị dân lợi dụng danh nghĩa này, danh nghĩa nọ để mà làm ô uế, làm nhục nhã danh dự của người quốc gia, những người chống cộng sản. Và làm hãm hại cái tinh thần đấu tranh, làm cho suy sụp cái thành trì chống cộng, tà hải ngoại nói chung và tà lịch sử nói riêng. Do đó hôm nay, tối nay chúng tôi cũng chia sẻ những đề tài, những tên tuổi, những việc nó cũng cũ thôi chứ cũng không mới mẻ gì cả. Tuy nhiên chúng tôi chỉ lặp lại những cái điều mà chúng tôi nghĩ rằng tôi cần, tại vì chúng ta lặp lại hoài. Hồ Chí Minh nó chết gần trăm năm rồi, Hitler nó chết bao nhiêu năm rồi, Tần Thủy Hoàng hay là Pol Pot hay này nọ, hay là Mao Trạch Đông, Hồ Chí Minh nó chết bao nhiêu năm rồi, chúng ta vẫn nhắc lại. Do đó có chuyện những tội lỗi của Pháp Bùi, của Kim Biêu Hồ, của Phan Kỳ Nhân và của cái đám lính mà tâm hâm như thằng Bùi Đẹp, thằng Lê Văn Sáu, thằng Hoàng Tấn Kỳ, thằng Nguyễn Văn Ức hay này nọ đó, chúng ta cần nhắc lại. Tôi nói vì cộng đồng, vì đất nước. Chứ còn cá nhân tôi, cái chuyện nhục mạ tôi, bỉ thử tôi, chê bai tôi, hãm hạ tôi coi thường, tôi chấp nhận. Tại vì nếu sợ, nếu yếu thì đừng ra gió, nếu sợ đám thì đừng vào lửa. Và tôi đã chấp nhận bao nhiêu năm nay rồi. Tiên Bắc, Tiên Kỳ, đủ chuyện trên thế gian này đã xảy đến tôi rồi. Và quý vị vào trang Facebook tôi, trang ngày hôm nay, Facebook Kỷ Ngô đó, là Ngô Kỷ viết ngược là Kỷ Ngô đó. Cái avatar màu tôi mặc áo đen mà có lá cờ vàng sau lưng tôi đó. Tại vì có nhiều người lấy cái avatar hoặc cái tên Ngô Kỷ, Kỷ Ngô lắm. Do đó tôi nói là quý vị coi thử. Cái avatar tôi mặc áo đen, có cờ vàng này đó. Thì cũng có nhiều người nó lấy giả, nó chụp cái avatar, chụp tất cả cái fanpage đó, nó làm một cái Facebook giả. Do đó quý vị, nếu quý vị nghi ngờ đó, quý vị gọi cho tôi qua số phone là 714-404-7022, 714-404-7022, đó là số phone tay của tôi, để mà verify, để xác nhận. Tại vì có những cái Facebook giả. Thì nó tóm lại, tôi cố gắng nói được ngày nào tôi nói. Và chắc chắn có một số người đồng ý, có số người không đồng ý. Có người chê bai cho tôi thằng hài, thằng hề, không có trình độ, hay là
thế này thế nọ. Tuy nhiên đó là quyền của quý vị. Tuy nhiên ông Volta ông nói có thể tôi không đồng ý anh, nhưng tôi tranh đấu đến chết để bảo vệ cho có tiếng nói. Do đó các bạn nào mà bắt lòng của tôi không đồng ý, tôi vẫn tôn trọng các bạn, trừ khi các bạn có những thái độ hành động là nó khiếm nhã và vô giáo dục và vô liêm sĩ thì tôi không chấp nhận thôi. Chứ còn chúng ta tôn trọng hòa nhi bất đồng, chúng ta có thể bất đồng nhưng chúng ta hòa nhi không bất hòa được. Đó là cái chủ tiêu của tôi. Quý vị có thấy Facebook tôi 5.000 người member, 5.000 người thành viên kết bạn thôi, nó tôi nghĩ tệ lắm là 3.000 người là cộng sản, 2 là những người ở Việt Nam, nhưng tôi vẫn chấp nhận tôi kết bạn với họ. Thường thường những người bạn tôi họ là Facebook, họ có cờ cộng sản, nào có những bà vỡ cộng sản, họ không bao giờ kết bạn hết. Còn tôi cờ cộng sản, hình Hồ Chí Minh, thấy trước mặt đó có avatar, tôi vẫn kết bạn. Tôi khác người khác lắm, tôi không ca. Người cộng sản vào nhiều còn tốt, là tôi nói là tôi nói cho người cộng sản, tôi nói cho những người lầm lỗi Nga, chứ những người tốt là những người quốc gia Nga tôi làm gì? Họ giống như tôi rồi, tôi nói làm gì nữa? Tôi không cần người pha tôi Nga. Tôi muốn pha cộng sản Nga, kẻ thù tôi Nga. Tại họ Nga họ mới hối hận, mới ăn năn, mới học hỏi những cái mới. Chứ còn những người quốc gia họ biết chủ nghĩa quốc gia rồi, mình nói thì đâu cần nữa, nói thêm gì? Họ tốt rồi, mình đâu có cơ hội để nói cho họ tốt hơn đâu. Do đó vấn đề là cũng như Chúa đó, thế gian để tội lỗi ông mới xuống. Chứ còn nếu mà ông ở người tốt thì ở trên trời với Đức Chúa Cha thì ông xuống thế gian làm gì? Trời dưới này tội lỗi. Do đó tiếng nói tôi muốn đánh với những người tội lỗi, đánh với người cộng sản, những người chưa biết chân lý. Đó là cái điều tôi muốn. Do đó tôi khác nhiều người lắm. Tôi muốn cho người kẻ thù Nga tôi nói, cho tôi không muốn cái bọn tôi Nga. Không cần thiết. Bọn mình rồi thì họ Nga không cũng là bọn mình. Còn những người kẻ thù họ Nga, rồi từ từ họ chiêm nghiệm này nọ, rồi họ quay về đường chính đạo, họ trở thành thuộc bọn mình thì mình mới vui chứ. Bọn mình rồi thì đâu cần thuyết phục hay cần năn nỉ họ theo bọn mình nữa. Họ bọn mình rồi. Do đó tôi lên đà tin báo này nọ. Thường thường tôi muốn nói cho kẻ thù và những người cộng sản Nga tôi. Vâng, cảm ơn anh Nam Quang đã cho tôi được một số thời giờ để chia sẻ những điều này. Đáng lẽ những cái điều này là những ủy ban tranh cử của các ứng cử viên, ông Trí Tạ, ông Trạc Lê Nguyễn Trí, của anh Nam Quang, của bà Ellen Amy Phan West, hay của ông Trí Nguyễn Mạnh Trí, hay của ông Mark Nguyễn, ông Andrew Nguyễn nói và chuyện của tôi. Tôi đâu tranh cử đâu, tôi đi quảng cáo. Tuy nhiên, tôi thấy sự chính đáng của họ, sự cần thiết của những người này cho cộng đồng. Do đó tôi có bổn phận tôi phải nói. Nói vì cộng đồng, vì đất nước. Chứ còn tôi chẳng ăn cái dở gì, tôi chẳng có trách nhiệm gì. Mà chẳng cũng chẳng cần cầu. Mấy ông cũng không cần tôi nói nữa. Mấy ông có ủy ban tranh cử, mấy ông dư sức nói rồi. Mấy ông toàn trí thức, toàn luật sư, toàn chuyên viên nói, họ nói không cần tôi. Tuy nhiên, Ngô Kỷ nói, tại vì tôi thấy điều đó nó cần từ Ngô Kỷ nói thôi. Vâng, một lời cuối, Ngô Kỷ xin tạm biệt quý vị ha. Thì chúng ta hy vọng rằng, trong những ngày tới, nếu có những cái gì, thì chúng tôi chia sẻ tiếp. Và có thể tôi cũng chia sẻ lại những điều tôi đã chia sẻ. Tại vì có người nghe, người không, có người nhớ, người không nhớ, hoặc là chúng ta phải cần nhắc lại, tại vì cái sự cái điều tốt hay điều xấu cũng cần nhắc lại. Quý vị thấy hamburger nó bán bao nhiêu tỷ cá rồi, bởi quý vị hamburger McDonald's nó ngày nào nó quảng cáo, nó quảng cáo một năm mấy tỷ đô la đó, tiền quảng cáo không á. Rồi quý vị coi những cha Coca-Cola nó bán bao nhiêu tỷ cha rồi, nhưng nó quảng cáo. Quý vị coi những thế vận hội hay những trang football game này nào, nó quảng cáo hộp bia Heineken này nào, biết bao nhiêu tỷ cái rồi. Vẫn nói là tội ác cũng vậy. Hitler năm nào Do Thái nó còn tổ chức Holocaust đây. Hồ Chí Minh năm nào chúng ta 30 tháng 4 hay này nọ, mình cũng nhắc đến tội ác Hồ Chí Minh hay Cộng sản Việt Nam. Hay này bên Tàu Thiên Ân Môn mỗi năm nào họ cũng nhắc đến tội ác Satan cắn người này nọ, Thiên Ân Môn vân vân và vân vân. Campuchia
đám nào họ nhắc đến cái chủ tội ác của Pol Pot, Khờ Me Đỏ này nọ, họ cũng làm lễ tưởng niệm này nọ. Do đó đừng có cho rằng Hồ Chí Minh chết hay những chuyện quá khứ này nọ. Không có quá khứ làm sao có hiện tại, không có hiện tại làm sao có tương lai. Do đó khi chúng tôi nói chúng tôi có lý do. Vâng, Ngô Kỷ nói lời tạm biệt. Anh ông Quang có điều gì nói không ạ? Lắc đầu hả? Dạ không thưa. Chị muốn đi ngủ nha. Chị muốn đi ngủ. Vâng, Ngô Kỷ nói lời tạm biệt để các bạn đi ngủ nha. 3 tiếng 5 phút. Vâng, và hy vọng sẽ trở lại chương trình tới. Không biết quý vị còn muốn nghe trở lại chương trình tới không biết nữa. Có đề tin gì cứ nói vậy đi ha. Rồi, quý vị nào muốn theo dõi những cái gì, tin tức gì đó, hay những bài vở trang Facebook Kỷ Ngô nha. Quý vị vào cái Facebook Kỷ Ngô và quý vị theo dõi trong đó. Và quý vị có thể share, hay là quý vị nếu mà nguy hiểm được Việt Nam á, thì đừng nên share nha. Đừng nên like, đừng nên comment. Tụi công an mạng HK47 hay dư liệu viên theo dõi giờ. Rồi làm khó dễ quý vị. Có thể copy, gửi messenger cho bạn bè thì nó ít theo dõi hơn. Chứ nếu mà vào cái Facebook tôi mà like, comment này nọ, nó thấy tên tuổi là nó lùng, nó kiếm mất công lắm. Tôi không cần, quý vị chỉ coi là được rồi. Không cần like hay comment ý kiến gì cũng không cần thiết đâu. Rồi nó phiền hà đến an ninh, an toàn của quý vị. Vâng, Ngô Kỷ chào các bạn và chúc các bạn một ngày vui và hạnh phúc với gia đình. Xin kính chào. Happy Thanksgiving, kính mời quý đồng hương tham dự nhạc hội mừng lễ tạ ơn được tổ chức hoàn toàn miễn phí bên trong Kelotron. Ngày 12 và chủ nhật 13 tháng 11 từ 1 giờ trưa đến 8 giờ tối quy tụ nhiều ca nghệ sĩ nổi tiếng: Mạnh Quỳnh, Bé Heo Phương Loan, Hồ Hoàng Yến, Ngọc Ngữ, Châu Ngọc Hà, Diệp Liên, Hương Thủy, Nguyễn Tiến Dũng, Phương Hồng Quế, Tuấn Quỳnh, Tiểu Phụng, Vũ Quang Vinh, Lê Quốc Tuấn, MC Nam Lộc, Việt Thảo, Giang Ngọc, Ban nhạc Hoàng Nghĩa, Kelotron San Jose 1462 Monterey Góc Alma 408 297 6999, trang nhà kelotronusa.com.